Rác thải xây dựng. Rác thải xây dựng. Và lại rác thải xây dựng. Xã Nghi Phú, thành phố Vinh như một đại công trường để tập kết loại rác thải này. Về cái đồ trộm thì anh biết rồi. Người ta đứng ở trong tối đấy đó. Mình ở ngoài, họ rinh mình nhưng mình rinh được họ. Cho nên là hiện tại điểm yếu nhất của Nghi Phú là lực lượng mỏng, cho nên không xử lý được triệt để vấn đề mà đổ rác thải trên địa bàn. Dọc tuyến đường 72m thuộc địa bàn phường Quán Bầu, ở một nơi mà mỹ quan đô thị cần phải được quan tâm đúng mức, thì tình trạng rác thải xây dựng bị đổ tràn lan cũng không thể tránh khỏi. Các cái hành vi vi phạm đó thường xảy ra vào những cái thời điểm mà các lực lượng không bố trí tuần tra vào đêm khuya được, nên cái dẫn tới là cái hiện tượng đổ rác thải bừa bãi còn xảy ra. Và tuy nhiên thì một số đơn vị phường xã vẫn chưa nghiêm túc trong cái việc mà quản lý trên địa bàn mình. Thì chính quyền của xã là phải cam kết và phải đưa thành lập những cái tổ tư quản để kịp thời báo cáo với xã để tập trung xử lý. Mà có những hành vi mà đổ mà thấy đổ những xe ô tô thì phải báo ngay với đội để cùng phối hợp để xử lý. Chứ nếu mà không có sự vào cuộc của người dân với của chính quyền xã và phường á thì khó mà xử lý cái tình trạng rác thải xây dựng. Hai chiếc xe này bị công an xã Nghi Phú bắt giữ do đổ rác thải xây dựng trái phép trên địa bàn. Với lỗi này, mức xử phạt được xác định từ 3 đến 5 triệu đồng. Họ chỉ thấy chở đấy thôi, nó đổ ở đâu thì cái nào em từ đi đổ. Dạ. Là một chuyến bao nhiêu tiền? Một chuyến 250. 250. Dạ. Sau khi em xúc xong thì em chạy thẳng đến chỗ đó, dạ, chỗ xong phòng Nghi Phú để đổ. Dạ. Sao lại chọn cái điểm này? Thì em nó có chỗ mua đổ rồi, mới lấy cân gần thì em qua đây em đổ luôn. Trước đó em đổ lần nào? Chưa chưa. Thì ra em biết tà bài nữa rồi. Thì em, nhà em đi thì hỏi anh em trong đội xe thì họ nói ở cái đoàn này là có họ đang cho đổ. Em để nói em đổ. Ai cho đổ? Dạ. Chính quyền hay là ai? Hay là, không, là cái bài là đáng đổ được thì em cũng không biết là ở trong này là của ai cái gì. 3 đến 5 triệu đồng cho một chuyến xe với cước vận chuyển chỉ 250.000 đồng. Thì liệu các lái xe có thực sự mạo hiểm? Đây chính là hiện trường đổ rác thải của hai phương tiện kể trên. Hai chuyến xe không thấm vào đâu so với khối lượng rác thải khổng lồ này. Và hiện trường tại đây giống với hoạt động tập kết vật liệu để san lấp mặt bằng hơn là hành vi đổ trộm rác thải xây dựng. Nghĩa là lái xe vừa lấy cước vận chuyển cho bên cần giải phóng rác thải xây dựng, đồng thời vừa nhận tiền của bên cần san lấp mặt bằng. Về cái nội dung nói ăn hay đâu á, thì thực tế là bây giờ hiện tại bây giờ là anh em quá trình tham gia bắt giữ các trường hợp á, thì cũng chưa nắm được cái nội dung đó. Nhưng mà chắc chắn cái trường hợp đầu tiên là trường hợp về chủ xe là chở cho họ thì được tiền, thì chủ xe đổ về đấy thì đỡ mất công là chở đi chỗ khác xa hơn, vì đổ trộm được thì gần hơn. Còn cái chỗ mà đâu thì ăn cái đâu khác thì cái trường hợp là anh em chưa nắm được đó. Như cái điểm này thì bây giờ đã có cái quy hoạch dự án gì đấy rồi? Hiện tại mà khu vực chúng ta đang đứng đấy thì là đang có cái khu quy hoạch của chia lô đất ở và cây xanh do bên Ban A thành phố là chủ đầu tư. Nếu nhìn vào hiện trạng này thì rác thải xây dựng đã giải quyết được phần nào việc san lấp mặt bằng. Và trên thực tế, rác thải xây dựng đang xuất hiện ở hạng mục san lấp của không ít dự án.